Ví dụ giống như có rất nhiều người học phần không vi tinh mà họ nhầm lẫn với kinh dịch. Họ thấy ô cặp 26 là gì? Là địa thiên thái. Địa thiên thái là nghe là ô là quẻ tốt ở trong kinh dịch. Tại vì trời với đất gặp nhau, địa thiên thái, thái bình, tốt đẹp. Nhưng mà không phải. 26 ở trong vận hiện nay, trong vận 8 hiện nay, cả hai sao này đều là hai sao suy tử khí hết rồi. Do đó 26 gặp nhau giống như gì? Bà già gặp ông già. Thì bà già với ông già gặp nhau thì có làm ăn gì được không? Không, không sinh ra được con. Tức là cặp 26 này nếu mà người ngủ đây, người sẽ khó có con, vô sinh. Giường ngủ đặt ở 26, bếp đặt ở 26 sẽ không có con, vô sinh. Và ngoài ra địa thiên thái còn nói là gì? Lão âm chi thổ sanh lão dương. Tức là người mẹ già mà sanh cho ông già thì làm sao có chuyện đó được hả? Người mẹ già phải sanh cho ra đứa con trẻ hay là gì đó hả? Do đó kết hợp này biểu thị cho sự cùng cực.